Hello anh em, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận NFT đến từ bộ Project Galaxy làm trên biểu mẫu Glim. Đầu tiên anh em retweet my post. Mấy nhiệm vụ này làm cũng nhanh thôi. Bộ đầu anh em join Discord nè. Khi join anh em bấm vào mục query nè, anh em nhấn vô mấy cái này nè. Đó là nó hiện lên mấy cái này là anh em query được. Anh em nhấn curtain. Follow Twitter. Content. Follow thêm kênh nữa. Website content dồn vào kênh Telegram. Content nên tích channel nên nhấn vô retweet thôi. Đó. Sau anh em nhấn có tên là xong. Anh em nhấn vô đây nè. Có tên. Submit địa chỉ ETH. Anh em lấy link drip để chia sẻ đến bạn bè mọi người thân. Video đến đây là kết thúc, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.